Ngay khi nhận được thông tin có ca COVID-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã nhanh chóng huy động các lực lượng tiến hành truy vết nhanh các F1, F2, lập chốt cách ly, phong tỏa hàng chục hộ dân liên quan đến các ca nhiễm, đồng thời phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người trong khu vực phong tỏa. Chúng tôi phân công rất rõ khi mà có F0 thì các lực lượng bố trí chốt chặn như thế nào, thường trực ra sao và nhu yếu phẩm, vật tư y tế rồi là cái phương pháp tiếp tế cung ứng, kể cả là về hàng hóa vật phẩm cho lương thực phẩm cho khu vực cách ly là đều được phân công rất đầy đủ rõ ràng. Các lực lượng công an, quân sự, tổ chức đoàn thể ở khu dân cư nhanh chóng tiến hành phong tỏa những khu vực liên quan ngay khi có ca nhiễm mới. Hàng ngày chia ca, luân phiên trực bảo vệ tại các chốt. Phương án 4 tại chỗ đã có phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Đối với phương châm 4 tại chỗ thì chúng tôi thấy rằng là khi thực hiện phương châm 4 tại chỗ trên địa bàn phường Duyên Hải, chúng tôi thấy rất là phù hợp. Và đối với phương châm này thì chúng ta có thể kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ người dân cho đến tổ trưởng dân phố rồi các cái ban ngành đoàn thể. Cả hệ thống chính trị chúng ta thực hiện nếu theo đúng cái 4 phương châm của thành phố, chúng ta thực hiện một cách đồng bộ, đồng loạt. Và như vậy thì trong cái thực hiện như vậy thì chúng ta sẽ phòng chống rất là tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn của các cái đơn vị xã phường. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, thành phố Lào Cai đã xây dựng các phương án rất cụ thể, chi tiết để hướng dẫn chỉ đạo các xã phường thực hiện. Huy động trang thiết bị của các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân để tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với cái phương châm 4 tại chỗ này thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cái phường xã, đặc biệt là những cái khu vực mà có nguy cơ rất cao, ví dụ như cái chợ, đầu mối, những khu vực trường học, những khu vực đông dân cư hay là cửa khẩu. Đây thì chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các cái xã phường tiếp tục xây dựng hoàn thiện các cái phương án. Đây thì cái phương châm 4 tại chỗ vẫn tiếp tục là được phát huy hiệu quả trên địa bàn toàn thành phố. Hiện dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở nhiều địa phương trong cả nước. Do vậy, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành không được chủ quan, tiếp tục chủ động xây dựng phương án 4 tại chỗ một cách cụ thể, sát hợp với tình hình. Huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc để đẩy lùi dịch bệnh.